You what's up, mình là Âu nè. Em không đi làm về đồng lương nhưng mà em đi làm về trải nghiệm. Mình kiếm tiền được cho mình thì chủ mình mới có tiền. Mình cũng xinh đẹp, mình cũng học giỏi, mình cũng nhiều thứ thế này, làm sao mình không có được tấm chồng. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên. Mình chưa nghĩ đến một người nào nhất định đúng không? Có lẽ là chưa gặp nên là chưa biết nói. Em là một người trội tính nam hơn, thế nên là em mới đi học những cái lớp nền nã lại tính cách. Em ơi, xong rồi ngày mai nhìn vào nhà Âu tự nhiên lại 100 con gấu bông đặt trên kênh Shopee của mình, xong địa chỉ giao là chính cái shop của mình. Cảm ơn Phonos đã đồng hành cùng Gen Z Truyền. Ứng dụng âm thanh số với hơn 3.000 nội dung độc quyền. Kho sách lớn nhất Việt Nam với các tác phẩm như Lược sử loài người, Tiểu thuyết thiên thần và ác quỷ, chuỗi sách về sóng xanh và thực dưỡng. Các bài thiền định cho người mới bắt đầu. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực của những người trẻ bận rộn trên chặng đường hoàn thiện bản thân. Có Phonos, tri thức trong tầm tay. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Gen Z Truyền, nơi chúng mình sẽ cùng trò chuyện với các bạn trẻ Gen Z nổi bật. Khách mời mà chúng mình sẽ cùng trò chuyện ngày hôm nay là một người vô cùng đặc biệt. Dù mới chỉ 20 tuổi, bạn ấy đã có tới 3 thương hiệu kinh doanh riêng cho bản thân mình. Hiện đang là một sinh viên ở trường Đại học Ngoại thương và có rất là nhiều trải nghiệm thú vị. Thì mình rất là hào hứng để đón chào bạn Âu Anh Thư đến với chương trình ngày hôm nay. Hello, xin chào tất cả mọi người. You what's up, mình là Âu nè. You what's up, mình là Âu nè. Tại sao mình lại đặt cái biệt danh cho bản thân là Âu, là cái họ của mình mà không phải là Anh Thư? Hồi trước là khi mà đi học á, thì em cảm thấy rất là, gọi là tại sao mình lại có cái tên như thế này, Âu, mà trong khi đấy mọi người cứ tưởng mình là người Trung Quốc ấy, nhưng mà mình là người Việt Nam. Thế là em mới đi hẳn đến một cái nơi, hồi đó là đi chùa, thế là mới thấy một cái bảng họ tên á, thì họ Âu là của người Việt. Và từ đấy em cảm thấy rất là quý trọng cái tên như thế này và em để luôn mình là Âu. Hôm nay thì chúng mình đến đây sẽ mượn những cái lá bài tarot để có thể tìm hiểu rõ hơn về bản thân Âu. Và phần đầu tiên chúng mình sẽ tìm hiểu với nhau là về tính cách của em. Bây giờ chị sẽ trải lá bài về tính cách của Âu. Mình tập trung năng lượng và lựa chọn một lá bài mà em cảm thấy kết nối với nhất nha. Bây giờ em sẽ hỏi ngày sinh của chị Vừng là mùng 5 tháng 1. 5 cộng 1 là 6. 6. Em là 30 tháng 10. Ừ. Thì là 3 cộng 1 4, 6 4 là 10. Ok. Từ 10 từ trên xuống. 8, 9, 10. Đây. Rồi. Lá này. Lá bài số 10. Ok, chị lật ra. Four of Cups. Trong lá bài Four of Cups mà chị đang cảm nhận được ở đây là đôi khi có nhiều cảm xúc nhưng mà mình lại muốn kìm ném nó, hay là mình đang muốn hướng nhiều hơn vào nội tâm. Cái này nó sẽ nói khá đúng về một phần nhất định trong giai đoạn cuộc sống của em. Giai đoạn trước ạ, thì em là một người sống rất là nội tâm. Em không muốn communicate với ai cũng khoảng 2 năm liền luôn á. Sau khi mà em 2021 là em sản xuất video TikTok ra rất là nhiều, nhưng bẵng đi một thời gian là em không sản xuất nữa. Lại vì đấy chính là cái thời gian mà em quay trở lại, em đặt dấu hỏi chấm cho cái công cuộc đi tìm chính mình là ai, và cái sự nghiệp cũng như là cái quyết định trong cuộc đời sắp tới của em là định đi về hướng nào. Vì mình bị cầu toàn quá và lại còn cảm xúc nữa, nên là không cái gì ra đâu cả. Cho nên bây giờ nó phát triển hơn, thay đổi lại thì mình thấy rồi. Thì không biết là trong cái quá trình mình lớn lên có một cái kỷ niệm hay là trải nghiệm nào mà rất là định hình bản thân Âu ngày hôm nay không? Không biết là bây giờ chị nhìn em như thế này. Qua từ nãy giờ chị em mình gặp gỡ nhau, làm việc với nhau, nói chuyện với nhau, thì chị nghĩ em là một người như thế nào và tuổi thơ của em sẽ trông kiểu ra sao? Đây là một cô gái đến từ một gia thế tốt, được sự nuôi dạy bố mẹ tốt để hiểu được là cái hình ảnh của bản thân nó cũng gây ấn tượng đầu với người xung quanh ấy. Nên là mình rất là trau chuốt về ngoại hình của mình, nó có toát lên cái sự có học nữa. Tuổi thơ của em cũng sinh ra đúng là trong một gia đình rất cả có điều kiện, được ăn học đàng hoàng và được giáo dục trong một môi trường gia đình có nền tảng tốt, thì nó hình thành em được bây giờ. Nhưng mà để nói về tính cách của em hồi xưa thì em là một người rất là mạnh mẽ, sẵn sàng gọi là trèo cây leo núi, để kiểu dạng những cái đồi đồi con. Với cả là hồi xưa em ở quê, vậy nên là đi cùng các bạn đi bắt cá, xong là đi chơi những cái trò gọi là đi theo trâu á. Rất là ăn những cái bò ấy. Và hồi xưa là em còn thích treo võng lên trên cành cây để ngủ, để mình cảm giác như là mình là trái đất này còn là của mình á. Đấy là những cái kiểu hồi xưa mà em luôn luôn gọi là thích đi làm những cái thứ mà em nghĩ là
chị không thể nào tưởng tượng được một đứa con gái nó có thể làm. Có bao giờ em cảm thấy tự ti về điều gì hay cảm thấy mình vẫn đang muốn chinh phục và chứng tỏ điều gì với bản thân mình không? Cái điều mà em mong muốn làm cho bản thân mình nhất ấy, đó chính là mỗi một ngày học được thêm những kiến thức mới, gặp gỡ con người mới, những nền văn hóa mới, mở rộng được thêm những cái tầng kiến thức của mình hơn nữa. Thì như em, khi mà em tiếp thu được những kiến thức ấy, thì em mong muốn đi truyền tải lại và mong sao để mọi người có thể tiếp thu những kiến thức đấy và gọi là làm hương, làm hoa, làm đẹp cho đời, vậy là được thôi. Thế trở ngại lớn nhất mà khiến em chưa có thực hiện được điều đấy là gì? Thực ra nó đến từ những cái thứ rất là đơn giản. Ví dụ như việc học của em cũng cần phải xong đã này. Em là một người thích gọi là chuyên tâm cho một thứ xong đã, xong mình mới chuyển lên những cái tiếp theo. Thì ví dụ như gần nhất thì em chỉ mong muốn là em hoàn thành xong năm 2 ở ngoại thương, thì em gap year để em đi vào trong này. Và em sẽ chuyên tâm cho công việc gọi là sản xuất nội dung, làm truyền thông. Và có thể gặp chị được nhiều hơn. Ôi, ok. Nên là mình sẽ sang phần thứ hai là về sự nghiệp nha. Ok. Và mình sẽ bốc tiếp một lá bài nữa. Ôi, chị bất ngờ đấy, bây giờ chị mới biết là năm sau em gap year. Yeah. Thế nên là khi mà chị nói chị gap year, em kiểu... Em vui lắm. Em có một người đồng cảm. Ôi, vui đấy. Và chị cũng rất là ủng hộ cho việc gap year ấy. Bởi vì thường ở Việt Nam các phụ huynh thì ở trong môi trường chị lớn lên đi, ở quê ông bà cũng mong là con cháu có thể thành công sớm để còn có cái bằng mà còn ra đời làm việc. Đúng. Bà nội em còn bảo là con ơi kiếm một chân trong nhà nước đi, sao em kiểu không có liên quan gì đâu. Ừ. Thà mình dành một năm chậm lại ở thanh xuân để mình biết mình thực sự thích gì. Đúng. Thì cả đời mình có thể có thêm nhiều hạnh phúc hơn. Không biết lần này Âu sẽ bốc theo quy luật gì đây? Gọi là bốc lần này để cho nó bừa cảm hứng đi, giống như gap year. Ích, mà phát ra cái này. Ok, cái ở giữa. Để cái này ở giữa kìa. À, chị đọc. nhìn có vẻ là một lá bài vui này. Six of Pentacles. Ở đây thì có một cái hình ảnh là mình đang đi ban phát niềm vui cho người khác, giống như kiểu là ở trong sự nghiệp của mình thì cũng có những cái sự thành công nhất định và mình có thể gieo rắc lại cái niềm vui đấy, cái tài sản, cái nguồn lực mà mình có để khiến cho cuộc sống người khác tốt hơn. Ở lần gần đây nhất mà em cảm thấy là cái công việc của mình nó có ý nghĩa và mình phân phát được niềm vui cho người khác đấy. Ôi nào? Sao mà duyên thế, hỏi cô này ơi. Thế thì để em nói nha, gần đây nhất mà cái công việc của em cảm thấy ý nghĩa thì nếu mà để nói sự kiện gần đây nhất đi, không nói xa xăm hơn, là hackathon. Hackathon mà vừa kết hợp với Up Youth thì là Hack Youth. Lần gần đây nhất Âu tham gia một cuộc thi hackathon với vai trò như thế nào? Em tham gia với vai trò là nhà tài trợ. Wow. Nhưng mà chỉ là tài trợ về hiện vật ở đây. Nhưng mà em tài trợ về cả công sức và gọi là cái sự tận tâm tận tụy của mình thôi. Có nghĩa là em làm vì em rất là quý các bạn ở trong đấy. Em quý vì các bạn thì cũng là người như em, cũng là những bạn sinh viên, cũng đang bập bẹ trên con đường làm event planner chẳng hạn, cũng đang tổ chức sự kiện, cũng đang phải gọi là mỗi bạn chỉ có ngủ được có 3 tiếng đồng hồ. Em nghe thì cũng rất là mệt. Ăn uống thì gọi là ăn hơn, gọi là ngoắc ngoải luôn ấy, có nghĩa là không có chỗ ngồi ăn đàng hoàng luôn. Thế nên là em mới rất là thương ở đây là mình nhìn thấy hình ảnh mình ở trong đó. Thế nên là em không nhìn nhận mình như là một nhà tài trợ, có nghĩa là tôi đang mang đến lợi ích cho các bạn. Thế em chỉ đang nghĩ là tớ đang góp vui cùng các bạn, thì hôm nay tớ sẽ đến đây với tư cách là một người hỗ trợ về mặt tinh thần, hỗ trợ các bạn ấy tài trợ được gần 300 con gấu bông. Có nghĩa là em muốn để cho cái sự kiện này nó thêm phần đỡ stress đi hơn rất nhiều, vì các bạn ấy 2 ngày 1 đêm các bạn ấy thi như vậy thì em nghĩ là còn ngủ ở đây nữa thì gối hước rồi chăn màn các thứ thế nào, và giữa một cái cuộc thi căng thẳng như vậy thì mình có thêm những cái thứ nhí nhảnh vào thì nó sẽ bớt căng thẳng đi hơn rất là nhiều. Em bản thân em làm như vậy em không hề nghĩ là em nhận được cái gì ngoài cái niềm vui mà em có được, vì khi mà các bạn ấy xếp hàng để nhận bạch tuộc là cái con gấu bông á, khi mà ở trong khán đài nói là các bạn ơi ra ngoài nhận bạch tuộc miễn phí, xong mọi người kiểu ô lên, mọi người hòa lên như kiểu là thời phát tem phiếu ấy. Bất ngờ. Em kiểu trời ơi làm sao mình như kiểu là người đang đi phát gạo vậy á. Ở độ tuổi 20 tuổi thì mình đã nghĩ đến việc làm thế nào để mình tạo một cái ảnh hưởng lên cái xã hội, những cái cộng đồng mà mình được tiếp xúc rồi. Cái sở thích của em đối với việc tạo ảnh hưởng, make an impact ấy, nó đến từ đâu? Có lẽ là nó ở gen. Vui nhưng mà là thật nha. Một trong những người ảnh hưởng nhất đối với em là ba của em. Ba em cũng một người dẫn đầu đoàn biểu tình,
cũng là một trong những nhà gọi là mang tố chất lãnh đạo rất là nhiều và nó nằm trong máu luôn. Vậy nên là em cảm giác như khi mà em sinh ra, trong mọi cái vấn đề mà em gặp phải thì em đều là người đưa ra cái ý kiến của mình và đều rất là đanh thép về những ý kiến đó. Và khi mà cảm giác là em làm việc nhóm thì em cũng là người đứng lên để em hỗ trợ chủ động, hay là mình sẽ ra ý kiến này, hoặc mình sẽ sắp xếp lại này, vực dậy tinh thần của mọi người và kết nối mọi người xung quanh. Âu có rất là nhiều cái kinh nghiệm sống cũng như là làm việc của mình từ việc mình thực hành và từ việc mình khởi nghiệp. Tối nay là đã có 3 cái project khởi nghiệp khác nhau rồi. Cái đầu tiên thì nó rất là vui vui thôi. Cái thứ hai cũng vui vui nhưng mà lại bị to quá. Có nghĩa là mình out of nowhere. Cái hai là slime. Đúng rồi. Cái ba là cái global. Thì ở Việt Nam, cái việc mà mình học giỏi xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 để mình vào được một trường đại học tốt là một cái điều gì đấy rất là áp lực đối với chị khi lớn lên. Nhưng mà đối với Âu, khi mà có những cái dự án song song như vậy mà mình làm chủ ấy, thì chị đang phỏng đoán là cái góc nhìn của Âu về việc học đại học nó sẽ khác. Gia đình em như em đã nói lúc đầu, đúng là một gia đình thuộc tầng lớp tri thức. Nhưng mà về vấn đề học vấn, ba mẹ em không phải là một người nặng nề. Ngay từ bé em và em trai em không bị bắt đi học thêm. Thích học thì học, không học thì thôi. Mà cái quan trọng bố mẹ em muốn khi mà em và em trai em hồi còn bé tí á, là tập trung vào học ngoại khóa. Có nghĩa là con có sở thích gì thì con cứ được phát triển theo đúng cái sở thích đấy của con. Ba mẹ em không đặt nặng điểm số. Chỉ cần con học đủ, con hiểu cái kiến thức con học và con biến tấu những kiến thức từ trong sách vào đầu con và con áp dụng vào cuộc sống đời thường hàng ngày và dự án con đang thực hành. Và khi mà em lên học đại học thì bố mẹ em cũng chỉ mong là em học những cái kiến thức ở đại học tốt. Nhưng cái thứ hai đó chính là em xây dựng được mạng lưới mối quan hệ, học và làm quen với giảng viên, học những kiến thức mà nó ngoài sách của giảng viên và các thầy cô chiêm nghiệm được. Và thứ hai đó chính là giao lưu với các bạn bè xung quanh. Đấy, để mình có được những cái gặt hái của mình sau khi học đại học. Đấy là tốt rồi. Và mình tự tìm con đường riêng của mình. Vừa nãy đến giờ thì mình đề cập rất là nhiều đến việc mình có nhiều cơ hội để phát triển và thành công ở Việt Nam. Và chị muốn kể cho Âu một chút về câu chuyện của anh diễn viên Quan Kế Huy. Thì diễn viên Quan Kế Huy gần đây là đạt giải Oscar cho bộ phim Everything Everywhere All at Once. Đúng rồi, nhưng mà cái câu chuyện phát triển của ông ý thì cũng khá là truyền cảm hứng. Bởi vì ông ấy nhận được vai diễn đầu tiên vào khoảng năm 12 tuổi thôi, ở trong bộ phim nổi tiếng là Indiana Jones. Và lúc đấy thì cái gương mặt của ông ý xuất hiện ở tất cả mọi nơi. Và có thể nói đấy là một trong những cái bộ phim thành công nhất trong cuộc đời của ông ý đấy. Và sau cái bộ phim đấy thì vài chục năm liền, ông ấy luôn đi tìm nhiều cái bộ phim và nhiều cơ hội diễn khác ở mảnh đất Hollywood, nhưng mà không bao giờ tìm được một vai diễn phù hợp, mà phải chờ đợi đến vài chục năm sau. Đến lúc gần đây là khoảng 50 tuổi, ông ấy mới tìm được vai diễn tiếp theo của cuộc đời mình ở trong bộ phim Everything Everywhere All at Once. Trong cái bài nói nhận giải quả cầu vàng ấy, thì ông có chia sẻ là có nhiều lúc tôi cảm thấy tôi không vượt qua được thành công của bản thân mình khi là một đứa trẻ. Bao nhiêu năm tôi đã cảm thấy như vậy cho đến cái giây phút mà mình nhận được cái giải thưởng này. Chị đang muốn nói về việc mình thành công sớm và mình sợ rằng suốt những cái năm tiếp theo của cuộc đời mình không vượt qua được cái bóng thành công đấy của mình. Thì với một nhà khởi nghiệp như em thì em có bao giờ có cảm giác đấy không? Em nghĩ là nó là một mô típ gần như là xảy ra đối với tất cả các bạn trẻ nào thành công quá sớm. Thành công quá sớm nó có thể dẫn ra theo công thức luôn á, là nó có thể dẫn ra như kiểu bệnh ngôi sao này, mãn nguyện về những gì mà mình đã đạt được rồi này, hay là mình cảm thấy là mình tự phụ á, mình giỏi rồi, mình không cần phải cố gắng hơn nữa. Nhưng mà chính cái sự mãn nguyện đấy của mình trong một thời gian mình nghĩ là 1-2 ngày không là gì, nhưng mà bẵng đi nó là 1-2 năm và mình đã bị gọi là các bạn khác bỏ xa từ rất là lâu rồi. Có cái khoảng thời gian mà em sống về nội tâm là em thu gọn lại và em không hề bị cầu toàn quá và cứ nghĩ là thôi chết rồi, mình làm cái này thì không biết là bên ngoài người ta sẽ cảm giác nó thế nào, vì mình làm nghệ thuật mà. Mình làm những cái về cầu bông của em là em tự lo về phần content, tự lo hình ảnh. Tự như các anh đang quay phim ở đây là em tự phải sắp xếp ánh sáng, tự làm hết. Vậy nên là mình cũng bị lo là không biết mình làm cái này có ổn áp không. Góc nhìn của mình thế này nhưng không biết là người khác nhìn vào sẽ trông như thế nào. Mình nhìn màu sắc mà người ta nhìn một màu đen tuyền luôn thì không biết là thế nào. Thế nên là em mới thu gọn lại về. Và chính cái sự thu gọn đấy của em lại là sự cơ hội để cho những người khác người ta được trỗi dậy và người ta bắt đầu nhảy vào cái miếng bánh này.
Đó là khi cái sự tự phụ và cái sự gọi là ngạo mạn của em nó bị dập tắt. Vì mình hồi trước mình cứ nghĩ là mình tiên phong và mình làm thế này là tốt lắm rồi. Nhưng mà khi mà thấy cái miếng bánh thị phần của mình gần như là mất đi thì mình mới mình vỡ lẽ ra một điều rằng là mình đang ngủ quên trong chiến thắng và mình đang để mọi thứ chuộn gọi là trôi tuột đi khỏi tay rất là nhanh. Thì nếu mà nói đơn giản là khi mà bán hàng ở trên các kênh mạng xã hội thì mình không thể nào tránh được rất là nhiều phần là mình bị copy, mình lấy hình ảnh. Và đặc biệt là ở Việt Nam, những cái đất nước mà mình còn đang chưa khắt khe về mạng bảo xã mật hội, thông tin. Bảo mật thông tin. Vậy nên là đó là điều quan trọng mà mình phải xây dựng thương hiệu từ trong chính gọi là giá trị ạ, chứ không phải là về mặt hình ảnh không. Mọi người có thể lấy hàng, lấy ảnh của tôi để bán hàng, mọi người có thể thấy tôi bán gì bán đấy, nhưng mà cái mọi người không thể nào thay đổi được và không thể nào mà đánh cháo được đó chính là cái hình ảnh và giá trị của tôi đối với khách hàng của tôi. Bình thường nhé, là ở độ tuổi 20 mọi người có thể sẽ thường nghĩ đến việc mình sẽ đi thực tập ở đâu, mình sẽ apply vào chương trình hoạt động ngoại khóa nào, hay là mình đi làm ở công ty nào, chuẩn bị CV như thế nào. Em thì, thế mà. Đấy, đây là nói là trong cái góc nhìn là chị chưa biết là muốn đi làm nhá. Em thế mà. Em đang muốn đi làm việc ở nước ngoài. Thế á. Em có thể giải thích rõ hơn là tại sao mình lại có những cái hoạt động kinh doanh riêng mà mình vẫn muốn đi làm? Em có những công việc kinh doanh riêng của em, nhưng mà nó lại do em tự làm. Nghĩa là mọi thứ em làm là đều em học được ở đâu và em biến tấu và em thực hiện nó ở trong cái mô hình kinh doanh của em lên đấy. Nhưng mà chưa chắc những điều em làm là đúng hết. Việc mình học từ sai lầm người khác và học từ trải nghiệm người khác là nhanh hơn rất nhiều so với việc mình tự đi tìm kiếm. Vì mình làm gì có đủ thời gian và sức lực, nguồn lực để mình đi học hỏi hết tất cả mọi thứ. Em đã chuyển thể từ việc làm chủ để đi làm thuê. Và thời điểm này nó là thời điểm vàng để mình bắt đầu mình đi học hỏi từ người khác. Bản thân em ấy bây giờ đang phải rất là balance, healthy và balance đấy, kiểu dạng như vậy, là để mình có thể thứ nhất là mình không có coi thường và mình không có ngạo mạn theo kiểu dạng như là đấy, như kiểu dùng một từ là tự phụ đó, thì để em vừa có đệ tử và vừa có thầy, là khi mà em bắt đầu rút lui về và em muốn đi làm thuê để mình có được những người thầy tốt hướng dẫn cho mình. Như thế nào là một công việc tốt và mang lại cho ý nghĩa cho em? Thứ nhất là có một người sếp giỏi đối với em. Sếp giỏi đây là giỏi về tư tưởng. Bản thân em đã phải yêu công việc thì em mới làm, nhưng mà sự yêu công việc đấy nó còn phải đến từ môi trường và là người leader trong cái mô hình công việc kinh doanh. Công việc đấy, sorry. Không chỉ kinh doanh. Đó. Thì ý em nói đây là một người sếp giỏi, một môi trường tốt, và cái quan trọng là cái sản phẩm của nó phải yêu cái sản phẩm mà mình đang làm ở công việc đấy. Thế thì khi mà em đi làm thuê so với việc em đi làm chủ thì em học được bài học gì mới? Khi mà đi làm thuê ạ, thứ nhất là mình học được sự nhún nhường. Em đã nói là mình biết được là vị trí của mình là đang ở vị trí thấp hơn và mình đang được nhận mệnh lệnh từ trên đi xuống. Vậy nên là những cái việc mà mình đi theo khuôn khổ và có kỷ luật là điều cần thiết, mà kỷ luật ở đây là được giao nhiệm vụ đó, chứ không phải mình tự tạo nhiệm vụ so với mình làm chủ nữa. Vì em có thể tự tạo ngày nghỉ cho mình, em có thể tự thích làm cũng được, mà không thích thì không làm cũng được. Khi mà mình làm thuê cho người khác là mình đang nhận bổn phận và trách nhiệm. Mình kiếm tiền được cho mình thì chủ mình mới có tiền. Thế nên là người ta cũng ép mình rất là nhiều. Một trong những cái trải nghiệm mà hồi xưa em được đi làm thuê là được đi làm tour guide, là làm hướng dẫn viên du lịch. Em không đi làm về đồng lương, nhưng mà em đi làm về trải nghiệm và những cái mà em có thể học hỏi được. Và em nhận ra được rằng mình là một con người học về trải nghiệm tốt hơn là học qua sách vở. Được đi làm hướng dẫn viên du lịch như vậy cho khách Tây, khách nước ngoài, kể cả khách châu Á nhưng mà nói tiếng Anh, thì em lại học hỏi được văn hóa người ta rất rất là nhiều. Ví dụ như là một người, một cái cặp vợ chồng người Chile, Peru, thì người ta có những cái dòng rượu rất là hay. Rồi xong rồi là qua một buổi ăn bánh mì thì người ta kể hết những cái dòng rượu, và thay vì là đi party thì đừng uống whisky sao, whisky cola nữa, hãy uống piscola. Đấy, cái kiểu dạng như là người ta có những cái mà điểm hay mà mình chưa thể nào biết được, như kiểu là một người dân bản địa nói về cho mình những cái fun facts ấy. Thì thay vì là mình chỉ được biết những cái bề nổi thì đây là một người bản địa nói cho mình những cái thứ bản địa mà người ta biết. Đấy, đấy là những cái điều mà em nghĩ có lẽ là bỏ tiền ra, hoặc là kể cả có tiền em cũng không biết cách bỏ vào đâu để nhận lại được những cái đấy. Đúng rồi. Giải bài về tình yêu. Trong tình yêu là người như nào? Đen tình đỏ bạc. Thế có quy luật nào để lựa chọn tình yêu không? Tình yêu tùy duyên nha. Tùy duyên. Nhìn thấy cái này nhá. Nhìn thấy cái này thì bốc cái này. Rồi. Đây đây cho chị đọc nào. Từ từ đã, nhưng mà chị tò mò trước là
Âu thường bị thu hút bởi đặc điểm nào? Hồi xưa nếu mà nói theo kiểu trẻ con amateur thì ơi, thấy bạn trông giỏi môn này, bạn, em là thích mấy bạn học giỏi kiến thức giỏi về một lĩnh vực gì đấy, nên kiểu không cần phải giỏi về học thuật, không cần phải giỏi toán hay giỏi này kia, mà ý là bạn ấy có đam mê là em thích. Trông đẹp trai quá em sợ cơ. Thế bây giờ thì sao? Đẹp trai cũng quá thế. Vẫn thế, đẹp cũng trai vẫn quá thế. Chạy ờ, vẫn giữ quan điểm đấy. Rồi xem cái lá bài này nó có đúng với đặc điểm đấy không nhá. Thôi được rồi. Three of Wands. Năng lượng chị cảm nhận được từ lá bài này là mình có học hỏi được nhiều điều mới và cảm thấy nhiều năng lượng hấp dẫn, thú vị từ người khác, bởi vì mình đang tiến đến một cái ngưỡng cửa phát triển của bản thân hơn này. Chị cũng hơi cảm thấy được năng lượng là phân vân, lưỡng lự, không biết là mình nên tiếp tục tiến tới như thế nào. Kiểu nhiều mối quá không biết chọn ai hả? Hoặc là chỉ có một mối thôi nhưng mình không biết làm thế nào với người ta. Một mối mà không biết tiến đến đâu hay là nhiều mối, gọi là nhiều mối tối nằm không ấy. Em không muốn em hay là ai bị ràng buộc nhau về một vấn đề gì quá. Mọi thứ đến với em một cách gọi là tùy duyên. Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên. Chúng ta có nhau ở đây để cùng nhau trải nghiệm những cái điều nhiệm màu nhất trên cuộc sống. Em gặp được một ai hay là một ai gặp em, tình cảm của em luôn open, luôn mở. Nhưng mà cái việc mà người ta muốn tiếp cận và người ta muốn được đi cùng em trong một mối quan hệ, nó là một sự cân nhắc rất là tính toán. Không tính toán à. Em không muốn để cảm xúc của mình bị tính toán, nhưng mà nó sẽ cần thời gian và nó cần sự kiên trì và sự đầu tư nhất định. Đầu tư ở đây là về mặt công sức, việc mà người ta đối xử và người ta có thật sự muốn rót vốn để đầu tư cho cái mối quan hệ và trách nhiệm không. Cái khoảng thời gian trẻ như thế này ấy, còn quá là nhiều thứ để bận tâm. Tìm được một người có thể đồng hành được á, mà vừa có thể phát triển được cùng mình, mà có thể có được kết quả, gần như là xác suất nó đối với em nó hơi khó. Vì nói sao nhỉ, có lẽ là chưa gặp nên là chưa biết nói nào. Chưa cảm thấy là mình hỏi về tình yêu là mình thấy rung động ai đúng không? Mình chưa nghĩ đến một người nào nhất định đúng không? Không, em không. Em cứ gọi là tưng tưng thôi. Có nghĩa là em đã nói rồi là em không gọi là đóng cửa trái tim, không phải là kiểu đàn ông ở đây đều là những thứ rác rưởi, không có. Em không có suy nghĩ đấy. Đối với em ai cũng có những cái điểm hay, điểm đối với mình không hợp thì người khác lại hợp. Thế nên là em cứ tùy duyên thôi. Tự nhiên một trên trời rơi xuống, tại vì em nhìn thấy bố mẹ em yêu nhau rồi. Bố em kiểu một ngày đẹp trời á, bạn thân của bố em nhà bên cạnh mẹ em, thì đến nhà bạn thân thì đến nhầm nhà mẹ em, mà cửa ra toang ra kiểu mẹ em một cô gái xinh đẹp luôn. Tức là yêu nhau 7 năm, cưới nhau 20 mấy năm rồi. Ôi. Đấy, đúng một đáng hôm mở đấy. Cửa ra. Thế nên là khi mà em đã nhìn thấy câu chuyện đấy rồi, em thực sự tin vào tình yêu có thật và em vẫn tin là duyên. Thế thôi, chỉ là bao giờ người đến thì mình không biết. Thế nên là em cứ lay back, kiểu sit back, chillax ấy. Mình cũng xinh đẹp, mình cũng học giỏi, mình cũng nhiều thứ thế này, làm sao mình không có được tấm chồng. Mình cũng là một bạn nữ hơi mạnh mẽ và độc lập hơn các bạn khác. Và nói về cái tham vọng về sự nghiệp của mình ấy thì nó cũng rất là lớn. Thế em nghĩ cái điều đấy nó có ảnh hưởng một chút nào đến cách mà em yêu hay là tìm đối tượng của mình không? Có đấy ạ. Vì khi mình cũng không nên gọi là tìm ép bản thân và sống lỗi với bản thân. Em sống thật, em đúng là một người mạnh mẽ và đôi khi nó bị trượng phu luôn. Vậy nên là đối tượng mà, không phải đối tượng mà em đi tìm, mà là cái người bạn đời phù hợp với em ấy, là một người phải biết lắng nghe, biết nhường nhịn, và đôi khi còn có thể gọi là chịu trận những cái mà có thể bỏ qua được, là không chấp, chứ không phải là cãi tay đôi lại với em. Mỗi một người đều có tính nữ và tính nam trong mình, chỉ là trội tính nào hơn thôi. Thì tại thời điểm bây giờ em là một người trội tính nam hơn, thế nên là em mới đi học những cái lớp nền nã lại tính cách để em gọi là nữ công gia chánh hơn. Nhưng mà bên đâu trong đấy của em vẫn có một cái sự trượng phu nhất định, và đấy chính là cái tính chất để em có thể làm được kinh doanh. Và trong công việc em nghiêm túc, nhưng mà bên anh thì nó lại phải khác. Ôi, nghe là muốn tìm hiểu thêm đấy. Thế thì lần gần đây nhất mà Âu cảm thấy mình thực sự được yêu thương là khi nào? Thực ra thì cái sự yêu thương của em nó diễn ra hàng ngày. Tại vì là em nói đến sự yêu thương ở đây nó xuất phát từ gia đình. Và em có một nền tảng gia đình rất là vui, rất là hạnh phúc. Có thể thiếu thốn về mặt này nhưng mà chưa bao giờ thiếu thốn về mặt tình cảm. Và cái sự đủ đầy đấy nó khiến em không có đi tìm sự yêu thương hay sự công nhận từ bất kỳ ai.
em không có quan tâm là mọi người có yêu thương hay ghét bỏ em hay như thế nào. Cái quan trọng là em đối xử tốt với mọi người và em yêu thương mọi người theo cách mà em mong muốn. Bản thân em thì là một người có rất là nhiều dự án, nhiều công việc khác nhau và còn đang đi học nữa. Thì có bao giờ em cảm thấy là em bị ít thời gian cho tình yêu không? Không chỉ là hẹn hò mà có thể là gia đình của mình nữa. Chính xác. Thứ nhất là về yêu ở đây nó có thể là yêu bản thân mình. Thứ hai là yêu gia đình của mình. Thứ ba là đến bạn bè và những người mà xung quanh thân cận nhất. Hiện tại bây giờ em còn đang trong cái giai đoạn mà để phát triển bản thân hơn rất là nhiều. Em ở riêng từ hồi năm 18 tuổi rồi. Nhưng mà chính cái sự độc lập đấy khiến cho em gọi là được trưởng thành sớm hơn. Ngoài việc phải tự lo cho bản thân mình thì thứ hai mà mình sắp xếp được lo cho gia đình, đi về thăm mỗi cuối tuần hay là dành thời gian để nói chuyện với cả bố mẹ thôi, nó cũng đã tốn ngốn rất là nhiều thời gian rồi. Thứ ba là nếu mà dành cho bạn bè là việc mà mình có thể xây dựng lại, gọi là làm mới cũng như là duy trì mối quan hệ của mình, nó cũng đã tốn thêm rất là nhiều các năng lượng khác nhau nữa rồi. Để có một người về tình cảm, tình yêu á, nó lại phải thiên về một người đấy, như em nói là phải đồng hành được cùng mình cuối ngày, hỗ trợ về mặt tinh thần chứ không phải là thêm gánh nặng. Em đã qua cái giai đoạn gọi là tình yêu bỏ xít rồi, không còn kiểu là kiểu nhõng nhẽo, hay là thực ra mình vẫn có thể nũng nịu, nhưng mà ý em ở đây là những cái vấn đề nhỏ nhặt á là gần như là nó sẽ không xuất hiện nhiều đó, tại vì là ai cũng có những cái nỗi lo riêng về mọi người và mọi người đều đang sống trong cuộc sống của mình. Em muốn ở trong một mối quan hệ nó là hai cá thể khác nhau tách biệt nhưng mà là cùng đôi. Mỗi người có một cuộc sống riêng và mình thi thoảng mình quay lưng lại và mình hỏi nhau bạn ổn không hay là như thế nào đấy, rồi hỗ trợ nhau từ đấy, tại vì mình vẫn mong muốn sự hỗ trợ từ một người mà mình có thể tin tưởng nhất mà. Từng cách mà em thể hiện tình yêu với người khác là gì? Sự cho đi không màng danh lợi, theo kiểu dạng như là mình thấy người ta tội ấy, mình thương á, là mình hỗ trợ, mình sẵn sàng, mình giúp đỡ. Thế bây giờ nếu như mà có một bạn nam tặng em một con gấu bông thì em có thích không? Bí mật nha, chưa bạn nào mua gấu bông của em để tặng cho em đâu. Em có thích thế không? Bạn nào mà xem được video này, con trai ấy, xem được video này đầu tiên ấy, có khi làm thế mình lại siêu làm thế ra. Em ơi, xong rồi ngày mai nhìn vào nhà Âu tự nhiên lại 100 con gấu bông đặt trên kênh Shopee của mình, xong địa chỉ giao là chính cái shop của mình. Đúng rồi, bí mật bật mí vậy thôi. Bạn nào coi được là còn đang muốn tán thì có thể nghĩ về cách đấy. Khép lại cái câu chuyện về tình yêu và sự nghiệp và tính cách mà chị đã rất là cảm thấy vui vì được học hỏi từ Âu vừa rồi. Cái ngưỡng cửa tiếp theo của Âu chính là năm gap year, thì em đang cảm thấy em muốn hào hứng học hỏi về điều gì nhất? Khi mà em đã gọi là wrap up hết, kết thúc nha. Nghĩa là mình sẽ xây dựng một cái quy trình nền tảng nhất định, xong hết việc ở ngoài Hà Nội thì em sẽ mong muốn là gap year của em sẽ chuyển vào đây, chuyển vào trong Sài Gòn, thì sẽ có những cơ hội không chỉ riêng về kinh doanh mà nó còn về cho thương hiệu cá nhân của em nữa, thì nó sẽ được phát triển tốt hơn. Thì cái mục tiêu và cũng như là cái dự định sắp tới của em có lẽ là nó sẽ tập trung hơn cho rất nhiều về sự nghiệp và tập trung kiếm tiền. Vẫn là kết thúc câu chuyện giống y hệt như một nhà khởi nghiệp đúng không? Và vẫn phải là dòng tiền nha. Rất là cảm ơn những chia sẻ của Âu trên chương trình Gen Z Truyền ngày hôm nay. Mong là chúng ta có thể học được một điều gì đấy từ Âu, không chỉ là về khởi nghiệp, còn là cách Âu nhìn nhận về giáo dục này, hay là về những cái phương châm sống mà quan trọng với cuộc sống của em. Cảm ơn Âu rất nhiều và chị rất là mong chờ để có thể nhìn thấy những cái hoạt động mới của Âu trong năm tiếp theo. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Bye bye.